Vâng, xin chào các bác. Đúng nào uy tín tạo thương hiệu. Những ngày vừa qua những chiếc xe thửa, hàng sưu tầm thì bên em khi tuyển chọn về kỹ, xe đẹp chất lượng thì đã được các bác ủng hộ và mua hết rồi ạ. Đấy, thành ra hôm nay em hết sạch xe phải mua chiếc xe này. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Moling bản Sport, sản xuất 2012, đăng ký lần đầu 2013. Đấy, dòng này là Moling nhập này nó có tận 24-25 bản cơ các bác ạ. Nhưng con này là bản full nhất, cao nhất các bác nhá. Có những bản kia có thể thiếu cái này, có cái kia, nhưng bản Sport này là bản full nhất các bác ạ. Đầy đủ option nhất của Moling nhập khẩu các bác nhá. Đấy, chơi hàng thửa phải chơi hàng full đồ các bác ạ, chứ chơi hàng thiếu là không thể chơi đâu các bác ạ. Moling nhập khẩu nguyên chiếc nó quay chất riêng các bác nhá. Đấy, máy 1.0 tiết kiệm các bác ạ. Đấy, các bác cùng nhìn đèn full nét này. Đấy, nhập khẩu là không, bọn bản này là không thiếu gì đâu nhá. Nhập khẩu rồi nhưng có rất nhiều bản để thiếu đầy đủ các bác ạ. Nhưng con này là đủ nhất đấy ạ. Đấy, cả miếng sau đầy đủ này các bác này. Bô két này. Đấy, đầy đủ hết các bác nhá. Chơi đồ này là chơi đồ thửa nên phải tất cả phải đủ full hết các bác ạ. Đấy, mình thích ạ. Đấy, rất nhẹ nhàng đi trong phố, đi mua cho vợ rồi là các bác đi trong phố rất nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, đằng bánh sau cũng là má phanh đầy đủ ABS này các bác này. Bản thiếu là đôi khi là 4 bánh còn không có ABS các bác nhá. Nhưng con này là đủ 4 bánh ABS các bác ạ, vì là bản full đấy các bác ạ. Đấy, bánh trước là ABS này, xịn xòa này. Đấy, vâng ạ, các bác cùng ngắm nhìn dáng con Moling bản Sport nhập khẩu này đi ạ. Đấy, và con xe này em mua về là vừa mua xong nhá. Những vết xước của chủ xe đi còn nguyên các bác nhá. Để các bác xem là con xe em vừa mua về hàng thửa nó mộc nhưng nó đẹp như nào ạ. Đấy, các bác cùng nhìn đèn sáng choang này, đèn led đầy đủ này. Đấy, sáng xoay gương luôn nhá. Đấy, bản Sport nó sẽ có dải đỏ này, viền đỏ này rất chia nhẹ nhàng và điểm nhấn này, cá tính các bác này. Đấy, và tiếp tục bên này này, các bác cùng nhìn này, đèn sáng choang xoay gương được các bác nhá. Đồ nhập nó vẫn có chất riêng các bác ạ. Đấy, xe Việt cũng tính tiền được với đồ nhập đấy các bác ạ. Đấy, bền bỉ lắm. Đấy, sáng choang này. Đấy, các bác cùng ngắm nhìn dáng của Moling nhập nó đẹp chưa, yêu chưa. Đấy, bản Sport các bác nhá, xịn sò các bác ạ. Đấy, rồi tất cả là đầy đủ hết, nên xi nhan trên gương đầy đủ này. Đấy, đấy, rồi là tiếp tục là mở khóa một chạm này, cây let go này, đầy đủ hết nha các bác nhá. Đồ nhập thì nó không thiếu một tính năng gì đâu các bác ạ. Đấy, tiếp tục vào cánh cửa các bác cùng xem này, nội thất này. Hàng thửa bên em thửa về thì các bác xem nhiều video bên em quay đã biết rồi, rất chi là kỹ tính đầu vào nên xe đẹp lắm các bác ạ. Mua về không cần phải dọn đã đẹp rồi các bác ạ. Đấy, các bác cùng nhìn này, cánh cửa này. Đấy, da rẻ nhựa nguyên bản hết các bác nhá. Đấy, tất cả bốn kính đều là chỉnh điện xịn sò các bác nhá. Đấy, rồi những cái nút mở cửa này còn mới choang này. Đấy, ở tem mác nhập khẩu các bác cùng nhìn này, tem nhập khẩu này toàn chữ Hàn Quốc các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây ạ. Đấy, rồi những cái bản này cửa này nguyên zin nguyên bản hết nhá. Xe bên em đầu vào thì bác nào đã theo dõi em lâu thì biết chất lượng thì khỏi bàn các bác ạ. Đầu vào thì thôi ạ. Đấy, chất lượng, uy tín, tạo nên thương hiệu. Lên những con xe bên em mà đã mua về thửa về rồi, bác nào ưng rồi thì yên tâm đi từ xa đến xem, hoặc cọc từ xa bên em ship đến, không lo về vấn đề chất lượng bác nhá. Vì đầu vào bên em là cam kết bảo hành máy móc rồi, chất lượng xe thì cam kết không đâm đụng không ngập nước rồi, thì chất lượng xe các bác khỏi lo các bác ạ. Đấy, khi đã ưng xe bên em rồi không phải chê đâu ạ. Các bác cùng nhìn ghế da này. Đấy, ghế da theo xe nguyên bản các bác nhá, có một chút gì gọi là xuống cấp không ạ các bác ạ. Khi đầu vào kỹ rồi, con xe nó đẹp rồi thì tự tin bán. Đấy, khách hàng từ xa yêu quý mình, yên tâm đi về xem và chốt các bác ạ. Đấy, đấy là một cái thành công của người bán xe các bác ạ. Đấy, tem mác đầy đủ hết các bác nhá. Con xe chất lượng nó phải thế này các bác ạ. Đầy đủ chống nhân trượt này, sấy ghế, sấy vô lăng đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, con xe này không thiếu một trang bị gì đâu ạ. Xe nhập khẩu nó khác đấy các bác ạ. Đấy, bảo dưỡng này, chủ xe bảo dưỡng chính hãng này. Đấy, 7,3 chính hãng bảo dưỡng các bác nhá. Bên Thảo Nhi nói không với tua km thì các bác yên tâm các bác nhá. Đấy, các cùng nhìn này, vô lăng này, nút ấn vô lăng này. Đấy, giọng nói các thứ này, phím điều khiển volume này. Đấy, rồi nghe gọi đầy đủ hết nhá. Bản full mới đủ này các bác nhá. Đồng hồ này, đồng hồ số nhá, không phải đồng hồ cơ các bác ạ. Đồ nhập khẩu nó vẫn quay chất riêng để các bác mình chơi. Đấy, các bác cùng nhìn cái táp lô này, mới chưa, chủ xe giữ chưa. Đấy, chủ xe chỉ đi loanh quanh Hải Dương thôi, thành ra xe giữ lắm các bác ạ. Đấy,
đầu tuyển của em nó kỹ, thành ra những chiếc xe đẹp các bác xem yên tâm nhá các bác nhá. Đấy, có ai dám mua xe về mà tự tin chưa thèm sơn lại, chưa thèm dọn dẹp đã lên sóng quay cho bác xem chưa? Các bác tí xe đang quay là xe vẫn bẩn nguyên các bác nhá. Con này chủ xe đã lên camera 4K các bác ạ. Camera con này phải 4K chứ không phải 1050 đâu, LED lắm các bác ạ. Đấy. Các bác cùng nhìn này, camera con xe này, LED dã man các bác ạ. Đấy, mua xe của người chơi thì chất lượng nó phải kỹ như này ạ. Từ những cái nắp đặt, từ trang bị người ta cũng phải chơi những cái đồ như này các bác ạ. Đấy. Điều hòa tự động rồi nhá các bác nhá. Đấy. Xe trang bị đầy đủ này, sấy gương kính này đầy đủ này, start top này. Đấy, con này bản full thì các bác nào chơi modeling thì sẽ biết là con này bản full đủ nhất có thể các bác ạ. Modeling nhập khẩu quốc thì con này có cái đấy, mình nói là full nhất có thể rồi các bác ạ. Đấy, rồi hai cổng sạc này, đầu sạc đầy đủ này, chỗ để cốc để nước này, đầy đủ này. Đấy. Và con này là đây các bác cùng nhìn em quay này. Sấy ghế này. Đấy, đây là sấy ghế này, sấy hai ghế này. Đấy, các bác cùng nhìn này, xịn sò chưa? Đấy, đi mùa đông các bác sấy là ấm luôn ạ các bác ạ. Đấy, trang bị đầy đủ nhá các bác nhá. Chơi đồ nhập nó phải như này các bác ạ. Đấy, con này là trang bị đủ hai chìa khóa nhá, không bị mất chìa đâu ạ. Khi các bác mua được xe thửa, hàng sưu tầm nó phải là đủ hai chìa các bác ạ. Chứ xe mất chìa rồi thì là các bác đã không thích rồi đúng không? Đấy. Đấy, em sẽ quay các bác xem luôn giấy tờ chủ xe này. Đấy. Tự tin quay tất cả mọi thứ các bác cùng xem. Chất lượng đầu vào nó tốt thì không có gì phải ngại các bác ạ. Đấy. Con này là sản xuất 2012, đăng ký là đầu 2013 các bác nhá, một thử đầu nhá. Con này một thử đầu, chủ xe nhập khẩu về thì đăng kiểm luôn tại Hải Phòng. Nên thành ra là đăng kiểm lần đầu ở số 15 là lý do đấy các bác ạ. Chứ con này một chủ đấy các bác ạ. Đấy các bác cùng nhìn này. Đấy, quản lý 15 là vì lý do là khi nhập khẩu về chủ xe đăng kiểm luôn tại Hải Phòng đấy các bác ạ. Đấy. Đấy, xịn sò này. 2012 này, nhập khẩu Hàn Quốc này. Đấy. Đấy các bác, khi một con xe đẹp bên em về quay từ các chi tiết nhỏ nhất để những bác nào yêu xe đẹp, chơi xe đẹp, chốt xe bên em tự tin không ngại vấn đề gì các bác nhá. Đấy. Bên này cũng thế này, sờ ta tốt này, sờ mất cây này các bác này, ấn một chạm mở cửa này. Đấy, trang bị đủ như thế mà các bác, chơi dòng này là phải full các bác ạ. Đấy, không thiếu cái gì đâu ạ. Đấy, các bác cùng nhìn tắm đi cửa này, mới nguyên nhá. Chủ xe đi giữ gìn, xe nhập đồ nó bền rồi, xong gặp chủ xe giữ gìn nữa, con xe này càng đẹp các bác ạ. Đấy, còn nguyên zin nguyên vẹn nhá. Hàng thửa đây các bác ạ. Đấy, rồi bản này, cửa này, nguyên zin nguyên bản này. Cửa này là gần như không mở đến nên thành ra còn mới nguyên ạ. Chủ xe bảo gần như là xe này chỉ một mình. Đấy, thành ra là cửa xe bên phụ gần như không mở đến đâu ạ. Đấy, xịn sò nhá, ghế da còn nguyên rồi nhá. Con này thì tất chất lượng trong xe thì không thể chê được đâu ạ. Nó còn nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Còn mới lắm ạ. Đấy. Rồi các bác cùng xem này, con này là có này, đây là chỗ để kính này các bác này. Rất chia đơn giản thôi nhưng mà gọi nó là cái chi tiết nhỏ để các bác để ý đấy ạ. Đấy. Đồ nhập khẩu tem mác Hàn Quốc đầy đủ nhá. Rồi mở đèn này. Yêu chưa? Đấy. Rất sinh động các bác nhá. Rồi tắt đi này. Đấy. Chiều lòng khách hàng nhá. Đấy, con này đèn đóm này. Hai bên đầy đủ này. Đấy. Rồi đây là cửa lóc này các bác này. Em mở cửa lóc không? Cùng xem này. Đấy, cửa lóc đầy đủ hết nhá. Đấy, một chạm là mở các bác ạ. Đấy, xịn sò chưa? Cá tính chưa? Đi trời mùa thu mà cho con đứng lên ngoài cửa lóc thì rất chi là thoáng các bác nhá. Đấy. Chiều lòng khách hàng từ cái nhỏ nhất đi các bác ạ. Bản full nó thích ở cái đấy các bác ạ. Đấy, rồi gương chống chói này. Gương chống chói xịn sò các bác nhá. Yêu chưa? Con xe chỉ có hơn 200 triệu thôi các bác nhá. Hơn 200 triệu mà trang bị những option không thiếu một tính năng gì ạ. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu đồng thôi ạ. Xịn sò ạ. Đấy, rồi cánh cửa sau này em quay này. Da cùng nhựa còn mới nguyên các bác ạ. Dòng này nhập khẩu, xe rẻ tiền thôi. Nhưng mà trên cánh cửa đều bọc da hết các bác nhá. Đấy, đều bọc da hết ạ. Vì đồ nhập khẩu các bác ạ. Đấy. Cái đồ nhập các bác chơi sẽ biết là vẫn khác với đồ nhập khác các bác ạ. Đấy, bác nào chơi hàng thửa phải biết là đồ nhập là đẳng cấp ở mức độ nào ạ. Đấy, xịn sò nhá. Rồi nội thất các bác cùng nhìn này. Đen ánh mới nguyên này. Đấy. Ghế trước còn zin thì ghế sau phải zin rồi ạ. Ghế sau con này thì gần như không ai ngồi đến ạ. Đấy. Các cùng nhìn cái mặt ghế ra em quay này. Yêu chưa? Đấy. Mới chưa? Đấy. Gần như mặt ghế sau con này là không người ngồi đâu ạ. Bởi vì nhà bác chủ xe có nhiều xe, con này thì loanh quanh trong phố, thành ra xe đẹp lắm nhá. Các cùng nhìn trần này. Trắng phau ạ. Đấy. Mới thế cơ mà. Đấy.
Con này tiếp tục em sẽ quay khoang cốp các bác cùng xem này, khoang cốp này. Đấy, con xe này khoang cốp các bác cùng xem này, dòng này nó dòng xe đi gia đình nhỏ gọn nên khoang cốp không rộng rãi đâu các bác ạ. Đấy, chỉ đủ để đồ đặt vặt thôi ạ, đi chợ thôi ạ. Đấy. Cùng nhìn em quay này, khi khoang cốp em quay vừa mua về xe còn bẩn nguyên nhá. Chưa dọn dẹp rửa ráy đâu ạ. Đấy, mua về tức thì là quay video các bác cùng xem bẩn nguyên. Đấy. Muốn quay cái mộc đất nhất để các bác cùng xem này, lốp dự phòng nguyên bản này. Đấy. Dự phòng gần như chưa hạ các bác nhá, còn rất chị đẹp nhá. Chủ xe đã bọc chống ồn rồi các bác nhá. Đấy, chủ xe đã chịu chơi bọc chống ồn rồi ạ. Đấy. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đủ đồ hết các bác nhá. Đấy. Con xe cổ hơn 200 thôi nhưng mà không thiếu tính năng gì đâu ạ. Bản là phải bản full. Đấy. Giá trị xe đi theo chất lượng, nhưng mà con xe mình mua bản full đi nó mới chất các bác ạ. Đấy, em sẽ quay khoang máy các bác cùng xem này. Con xe vừa mua về, quay cho các bác tất cả chi tiết. Đấy, quay xong em về mới dọn dẹp sau, để cho các bác xem những cái mộc mạc nhất em mua về sẽ như nào. Đấy, xong xuôi em sẽ đi spa này, sơn những chỗ cần sơn này, đánh bóng này, rửa khoang máy sạch sẽ, để bác nào đến xem là chỉ việc bế về đi thôi ạ. Đấy là chất lượng bên em. Muốn bán con xe mộc lập mộc đến tay khách hàng, để khách hàng yên tâm về chất lượng đầu vào bên em ạ. Hàng siêu tầm nó phải thế ạ. Đấy, lắp cabo này, những con ốc còn zin hết các bác nhá. Đấy. Rồi tem mác em quay này, còn zin hết nhá. Nếu mà sơn lại rồi thì không còn đâu các bác ạ. Đấy, xe nó bị va chạm rồi mà dẫn đến phải sơn ngắp cabo rồi thì mất đi các bác ạ. Đấy. Nguyên zin nguyên bản hết các bác nhá. Đầu vào bên em tuyển chọn kỹ nên bác nào đã chơi dòng xe bên em rồi đã sẽ biết ạ. Đấy, vẫn còn nguyên giác này em quay này. Đấy, khoang máy các bác cùng nhìn này. Nguyên bản hết các bác nhá, bản nguyên ạ. Đấy, tem mác này, tất cả nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Chưa thay thế, sửa chữa động chạm gì vào khoang máy con xe này nhá. Máy móc, số má nguyên zin nguyên bản hết các bác ạ. Đấy. Các cùng nhìn các con ốc này. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết nhá, không chê được đâu ạ. Đấy. Đầu vào tuyển chọn rồi, vì xe em bán ra còn phải bảo hành cho khách hàng, máy móc 1 năm. Nên các bác mua xe bên em yên tâm nhá. Cam kết bằng văn bản xe không đâm đụng, không ngập nước. Máy móc bảo hành 1 năm cho khách hàng. Nên là đầu vào, đầu mua khách hàng yên tâm nhá. Khi đầu vào em tuyển chọn rồi, bán cho khách hàng em bảo hành rồi, nên các bác yên tâm khi mua xe bên Thảo Nhi nhá. Uy tín tạo thương hiệu ạ. À. Đấy các bác cùng nhìn này, em sau loại lau này bẩn nguyên ạ. À. Đấy. Chưa dọn dẹp thì bẩn nguyên nhá. Đấy, nguyên zin nguyên bản mua về quay luôn cho các sếp xem để sếp nào ưng chốt luôn ạ. À. Đấy. Giá rất chỉ phải chăng nhá. Bác nào ưng gọi cho em để có giá tốt nhất các bác nhá. Chỉ hơn 200 triệu thôi ạ. À. Đấy, con xe nhập khẩu nguyên chiếc. Bản full nhất, đắt nhất các bác ạ. Đấy, hàng thửa. Đấy, hàng thửa của các bác đây ạ. Đấy, Molin Sport, sản xuất 2012, đăng ký lần đầu 2013, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Bên Thảo Nhi bán ra chỉ có giá là 275 triệu đồng thôi ạ. Đấy, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Màu kem cực kỳ xinh đẹp các bác ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu gọi cho bên em theo số điện thoại là 077 403 9999. Em xin chào các bác nhé. Bác nào có nhu cầu gọi điện cho bên em nhé.